Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực và quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2024. Tỉnh Hưng Yên hiện có 12 dự án nằm trong danh mục các dự án trọng điểm. Quyết liệt giải phóng mặt bằng cho các dự án ở phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào. Xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu đấu giá thành công quyền sử dụng 50 thửa đất, giá đấu cao nhất là 50 triệu đồng một mét vuông. Những hợp tác xã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Sáng nay, khu dân cư thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đình Phách, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 94 năm qua, kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và công tác quốc phòng địa phương năm 2024. Khu dân cư Trai Trang hiện có gần 2.600 hộ gia đình với gần 9.000 nhân khẩu. Hiện thôn có trên 70% số hộ có mức thu nhập giàu và khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%, 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Năm 2024, khu dân cư có 115 học sinh trúng tuyển đại học. Với những kết quả đã đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho khu dân cư Trai Trang. Cũng tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận thôn phát động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và ký giao ước thi đua năm 2025. Sáng nay, khu dân cư Ngô Xuyên, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân năm 2024. Dự ngày hội có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thôn Ngô Xuyên có trên 770 hộ với trên 2.800 nhân khẩu. Đến nay, thôn cơ bản hoàn thành các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn thôn chỉ còn 2 hộ nghèo. Năm 2024, khu dân cư có 96% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 23 gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu thảo hiền các cấp. Trong năm qua, Ban công tác Mặt trận đã tuyên truyền các ban ngành đoàn thể trong thôn, vận động nhân dân trong thôn hiến đất làm đường và hiện tất cả đã được bê tông cứng hóa. Ngoài ra thì nhân dân trong thôn đã đồng lòng phát tâm công đức được 1 tỷ 543 triệu đồng để trùng tu lại ngôi đình làng nhưng vẫn giữ gìn được nét cổ xưa của đình làng. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến biểu dương và chúc mừng những thành tích mà thôn Ngô Xuyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới cấp ủy, ban công tác mặt trận và nhân dân khu dân cư thôn Ngô Xuyên cần chủ động tham gia vào quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện tốt luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội. Nhân dịp này, khu dân cư Ngô Xuyên được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc cho công tác mặt trận năm 2024. Sáng nay, tại khu dân cư Tháp, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào cũng diễn ra ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân. Dự ngày hội có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân địa phương cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2024. Hiện khu dân cư Tháp có tỷ lệ hộ khá và giàu đạt gần 70%, 98% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Khu dân cư thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân dịp này, khu dân cư Tháp được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen, nhiều gia đình tiêu biểu được các cấp biểu dương khen thưởng. Tập trung mọi nỗ lực, nguồn lực với mức độ ưu tiên cao nhất để đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được nêu trong thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa được ban hành về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2024.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu trong những tháng cuối năm và là nhân tố quyết định đến tăng trưởng của cả năm 2024. Bên cạnh tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, cần rà soát đánh giá tình hình từng dự án để xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc, điều hành linh hoạt vốn đầu tư công, kiên quyết chuyển vốn đối với dự án chậm tiến độ. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là dự án đường vành đai 4, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất các khu công nghiệp đã được cấp chủ trương đầu tư. Giải phóng mặt bằng từ 300 đến 500 ha đất cụm công nghiệp, khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn luật đất đai thuộc thẩm quyền của tỉnh, nhất là phải sớm ban hành bảng giá đất, khẩn trương xây dựng, trình chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, rà soát tình hình triển khai các khu cụm công nghiệp và xử lý các dự án chậm tiến độ, kể cả các khu đô thị, nhà ở, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 5 tháng 1 năm 2025. Các huyện, xã tăng cường huy động nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công. Tăng cường quản lý đất đai, không để phát sinh vi phạm mới, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà máy xử lý rác thải, xây dựng công trình thu gom xử lý nước thải khu dân cư, triển khai thực hiện tốt đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, phê duyệt các đề án trước ngày 15 tháng 11, hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ trước ngày 15 tháng 12 năm 2024, khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, nhất là phục hồi sản xuất nông nghiệp, phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,7%, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch, tháng Chạp âm lịch. Trong lần điều chỉnh bổ sung thứ 3, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 đưa ra khỏi danh mục 3 dự án, đồng thời bổ sung 2 dự án để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cụ thể, Ban chỉ đạo tỉnh vừa đưa ra khỏi danh mục các dự án trọng điểm 3 dự án là khu công nghiệp Yên Mỹ, khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng và cụm công nghiệp Phùng Trí Kiên do đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, được tổ chức triển khai xây dựng đúng tiến độ. Đồng thời bổ sung 2 dự án là khu công nghiệp Thổ Hoàng và cụm công nghiệp Minh Hải 1. Như vậy đến nay, có tổng số 19 dự án được đưa vào danh mục này, gồm 3 dự án giao thông, 7 dự án khu công nghiệp, 8 dự án cụm công nghiệp và 1 dự án nhà ở xã hội. Với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo, có 7 dự án đã được đưa ra khỏi danh mục, gồm 6 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp. Hiện còn 12 dự án đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, gồm 3 dự án giao thông là đường Vành Đai 4, đường Tân Phúc Võng Phan, đường kết nối di sản, 1 dự án khu công nghiệp, 7 dự án cụm công nghiệp và dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp. Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên được thành lập từ đầu năm 2022 do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban. Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho đơn vị thi công làm cơ sở để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phấn đấu đến cuối năm nay, thị xã Mỹ Hào sẽ hoàn thành thu hồi trên 3.000 ha đất, phản ánh tại phường Bạch Sam. Dù chưa nhận tiền đền bù hỗ trợ, nhưng gia đình ông Huân ở tổ dân phố Phan đã tiến hành tháo dỡ công trình phụ nơi dự án đường trung tâm phường đi qua để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Diện tích thu hồi của gia đình ông là hơn 100 m² cùng một số công trình phụ. Gia đình tôi cũng chưa được lấy tiền đền bù, chúng tôi vẫn tháo dỡ để giải phóng mặt bằng để phục vụ cho tuyến đường thi công. Dân đây nhờ hai bên đường hưởng ứng vì có tuyến đường mới chạy qua giữa 4 thôn. Cùng với quan điểm này, đa số người dân nơi có dự án đường đi qua đều đồng tình, ủng hộ cao và cho mượn mặt bằng để thi công và đều mong muốn đẩy nhanh tiến độ thi công để người dân sớm được hưởng lợi. Điển hình như gia đình ông Bùi Văn Điện có diện tích phải giải phóng mặt bằng là gần 800 m² vườn nhãn đã cho thu hoạch từ nhiều năm nay. Làm đường công ích cho người dân, chúng tôi rất ủng hộ cái việc đó. Thế mong mỏi của dân chúng tôi cũng làm sao là nhà nước thực hiện được cái việc này thì giải phóng mặt bằng thì cứ làm đến đâu thì còn bao nhiêu là chúng tôi sẽ hoàn toàn nhất trí. Thế thì còn biết làm sao cái công trình làm sao nhanh gọn để cho người dân, phục vụ cho người dân chúng tôi, thế là chúng tôi phấn khởi thôi. Phường Bạch Sam đang thực hiện giải phóng mặt bằng 2 dự án, trong đó đường trung tâm phường
nối từ quốc lộ 5 đến DT387 có chiều dài 1,8 km, diện tích thu hồi là 24.000 m2, trong đó có 35 hộ đất ở và hơn 43 hộ đất nông nghiệp. Còn dự án cụm công nghiệp Phùng Trí Kiên với diện tích phải giải phóng mặt bằng là 37 ha đất nông nghiệp của 254 hộ dân, tổ dân phố Đọ và tổ dân phố Bến. Đến nay, cả hai dự án đã giải phóng mặt bằng được phần lớn diện tích cần thu hồi. Chỉ còn một vài hộ vẫn còn băn khoăn về giá hỗ trợ. Từng đồng chí phụ trách tuyên truyền vận động các hộ gia đình. Và đến thời điểm này thì chỉ còn khoảng 3 hộ còn thắc mắc thì chúng tôi đang tập trung tuyên truyền giải thích nốt. Cũng sẽ đề xuất cho kiểm đếm bắt buộc đối với đây là công trình dự án thu hồi đất của nhà nước. Đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành sớm nhất cái tiến độ dự án, đảm bảo có thời gian thi công trong năm 2024. Việc chủ động, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng của phường Bạch Sam sẽ góp phần cùng thị xã sớm hoàn thành mục tiêu thu hồi đất cho 47 công trình dự án trên địa bàn với tổng diện tích gần 370 ha. Sáng nay, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 50 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới trên địa bàn xã. Theo đó, 50 lô đất được đấu giá có tổng diện tích trên 19.000 m2, diện tích các thửa từ 83 m2 đến 170 m2. Phương thức đấu giá, từng thửa đất bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng. Thửa đất chúng đấu giá cao nhất trên 50 triệu đồng một m2, chênh lệch với giá khởi điểm là hơn 20 triệu đồng một m2. Thửa đất có giá chúng thấp nhất là 38,2 triệu đồng một m2, cao hơn mức giá khởi điểm hơn 7 triệu đồng một m2. Buổi đấu giá đã thành công với 50 lô đất đều có chủ nhân và mang lại tổng giá trị ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Trước đó, xã Đồng Tiến đã tích cực tuyên truyền về thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá và cách thức tham gia đấu giá. Thì vẫn phải là bộ số của 100.000. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản năm 2025 với các sản phẩm chủ lực là vải, nhãn và cam. Theo đó, trong năm 2025, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức 4 phiên chợ và hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản trong năm 2025 tại Hưng Yên và Hà Nội. Các sản phẩm chủ lực được xúc tiến tiêu thụ là nhãn, vải và cam. Cụ thể, phiên chợ vải Hưng Yên dự kiến được tổ chức tại khu đô thị Eco Park ở huyện Văn Giang từ giữa tháng 5 năm 2025. Sau đó khoảng 2 tháng sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn tại thành phố Hưng Yên. Đồng thời sẽ tổ chức phiên chợ nhãn lồng nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên trong 3 ngày tại Hà Nội. Vào cuối năm sẽ tổ chức phiên chợ cam Hưng Yên tại khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang. Tham dự các hoạt động xúc tiến này, bên cạnh các nhà vườn, hợp tác xã, cơ sở doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh nông sản, còn có đại diện các siêu thị, doanh nghiệp phân phối, sàn thương mại điện tử lớn trong nước. Ngoài 4 phiên chợ, hội nghị này, tỉnh Hưng Yên còn tham gia các hoạt động xúc tiến, hội chợ, triển lãm ở các tỉnh thành bạn. Phát huy lợi thế của địa phương, tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã hình thành và phát triển 9 mô hình hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản thực phẩm, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện trang trại chăn nuôi tập trung của hợp tác xã Tân Tuyến thường xuyên nuôi từ 150 đến 200 con bò chủng 3B. Hợp tác xã luôn thực hiện 4 yếu tố cốt lõi là đảm bảo nguồn thức ăn sạch, chuồng trại sạch sẽ thoáng mát, chăm sóc thú y và chú trọng về chất lượng giống. Nguồn thịt bò sạch của hợp tác xã được cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Lợi nhuận trung bình đạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một năm. Về con bò bệnh thì cũng rất ít, nhưng nếu như mình mà chăn nuôi số lượng nhiều, tháng riêng tháng 2 phải tiêm tụ huyết trùng, xong tiêm nóng móng, xong tiêm viêm da nổi cục, tức là năm mình tiêm 2 lần, ví dụ 6 tháng một lần. Còn ăn thì nói chung mình có con bò nó cũng dễ nuôi, tức là nông dân có cái gì mình xin về mình cho ăn từ cỏ cây ngô hay là rơm rạ. Để sản phẩm dưa vàng đạt giá trị cao nhất, hợp tác xã nông nghiệp Anh Thảo đã áp dụng khoa học kỹ thuật của Israel vào quy trình trồng dưa, chủ động tác động vào quá trình sinh trưởng của cây nhằm thu hoạch quả những dịp nhu cầu thị trường cao. Với 3.000 m2 mỗi năm, chỉ riêng cây dưa vàng chủ lực đạt từ 40 đến 60 tấn quả cho doanh thu từ 1,6 đến 2 tỷ đồng.
Thì để mà được giá thành sản phẩm mà cao ấy thì là bọn em sẽ tính về ngày trồng và ngày thu, nó sẽ vào ngày tuần rằm mùng 1 thì nó sẽ được giá cao hơn. Thu nhập bình quân của các thành viên trong hợp tác xã, các xã viên ấy thì là nó không có con số cụ thể nhưng mà nó dao động từ 15 đến 20 triệu trong một tháng. Khác với hai đơn vị trên, hợp tác xã Phúc Thành An lại chọn đông trùng hạ thảo là sản phẩm nuôi trồng và chế biến chủ đạo của mình. Với sự đầu tư trang thiết bị hàng chục tỷ đồng, hợp tác xã đã phát triển những sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn. Hiện tại hợp tác xã là ký sản phẩm với tập đoàn dược phẩm Phúc Thành An, thì tập đoàn dược phẩm thì đang ký được với bên bưu điện giao 1.800 điểm bưu điện ở thành phố Hà Nội. Sản phẩm của hợp tác xã thì đã xuất sang được Kazakhstan. Xã Thiện Phiến phát triển được 9 hợp tác xã nông nghiệp như hợp tác xã Phúc Thành An, hợp tác xã rau sạch Bình Minh, hợp tác xã rau an toàn Chiến Thắng, hợp tác xã nông nghiệp Anh Thảo. 9 hợp tác xã thường xuyên tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động là người địa phương với mức lương từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng, đồng thời phát huy được lợi thế truyền thống rau màu, chế biến thực phẩm của địa phương. Hương thôn cao xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên nổi tiếng bởi mùi thơm nhẹ mà thanh, để lại mùi thơm lâu mà hương ở nơi khác không có được. Nằm ngay cửa ngõ thành phố Hưng Yên, cách Hà Nội chừng 40 km, thôn cao là một trong những làng nghề làm hương lớn nhất cả nước, được khách hàng khắp các tỉnh, thành phố ưa chuộng. Nói đến làm hương thì nhiều nơi làm, nhưng mà chỉ có cái làng này thì mới có cụ tổ nghề làm hương thôi. Nói đến làm hương mà có tên tuổi thì là ở xuất phát là người thôn cao. Hương của cao thôn đặc thù là nó khác các hương ở các miền quê khác. Làm 100% thảo mộc khi dùng là rất dễ chịu. Trước đây, hương thôn cao chủ yếu được làm thủ công, nhưng hiện nay nhiều công đoạn được thay thế bằng máy móc, từ đó nâng cao năng suất và độ đồng đều của sản phẩm. Toàn thôn hiện có trên 100 hộ làm nghề, thu hút từ 500 tới 700 lao động thường xuyên. Năm 2009, Hiệp hội Làng nghề Thôn Cao được thành lập, thu hút trên 80 hộ tham gia. Thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 8 tới 12 triệu đồng trên tháng. Thu nhập bình quân theo đầu người của thôn hiện đạt khoảng 70 triệu đồng trên năm. Để đạt được cái nén hương nó ra nó đẹp thì ta đầu tư máy móc cộng với bao bì là đều in mẫu mã hộp, đấy, cát tông rồi hộp mê ca. Ủy ban dân xã Bảo Khê thì thường xuyên quan tâm và hỗ trợ làng nghề sản xuất hương thơm, đặc biệt là trong những năm gần đây thì đặc biệt quan tâm đến cái việc là hỗ trợ quảng bá sản phẩm làng nghề hương thôn cao. Những năm gần đây, cao thôn trở thành điểm đến trong hành trình du lịch làng nghề gắn với du lịch văn hóa tâm linh ở tỉnh Hưng Yên. Đến thôn cao, du khách sẽ được trải nghiệm những công đoạn làm hương cổ truyền. Làng hương của mình nó mang cái nét văn hóa, đặc biệt là nét văn hóa cổ truyền của Phú Yên đã cách đây mấy trăm năm rồi. Thế thì tôi cũng thấy là những cái cảm nhận thế này về cái làng hương này rất là thích thú. Thực hiện quyết định số 2827 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án tiếp tục phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, sản phẩm hương thôn cao tiếp tục phát triển thương hiệu. Năm 2024, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên triển khai hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tập thể Hương Thôn Cao. Trước đó, từ năm 2008, làng nghề Hương Thôn Cao đã được đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Năm 2022, nhãn hiệu tập thể Hương Xạ Thôn Cao được bảo hộ độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam. Hương Thôn Cao đã được chứng nhận sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2022-2023. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.